Hai người đẹp bị chỉ trích dữ dội vì mặc quá lố ở thảm đỏ Cannes. Cindy Kimberly và Leila Depina chọn váy phản cảm gây xôn xao thảm đỏ Cannes ngày 23 tháng 5. Leila Depina hồn nhiên tạo dáng trên thảm đỏ không chút ngại ngùng khô bẩy cơ thể gây nhức mắt. Trang phục của người đẹp bị chỉ trích dữ dội vì quá phản cảm, không phù hợp với buổi công chiếu phim tranh giải cành cọ vàng. Người đẹp 24 tuổi chọn bộ váy xuyên thấu nhưng không mặc áo lót để lộ nội y. Nhìn từ phía sau có cảm giác như cô không mặc gì bên trong. Chiếc váy lưới vô trọn gần như toàn bộ da thịt của Cindy Kimberly. Cả Cindy Kimberly, Leila Depina đều là những người mẫu không mấy tiếng tăm nên việc họ gây chú ý trong buổi ra mắt phim bằng trang phục hở hang phản cảm bị chỉ trích dữ dội.